Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục hôm nay xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một lễ tang thật sự rất đau lòng. Đó là lễ tang của em Anna Lê Thị Hiền. Em sinh ngày 13 tháng 10 năm 2001. Không may, em đột ngột qua đời. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng em đã không qua khỏi và đã tạ thế được Chúa gọi về vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Em ra đi với tuổi đời còn quá trẻ, để lại cho bố mẹ, cho tất cả người thân những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Kể từ đây, không bao giờ có thể gặp lại một người con ngoan hiền như ngày nào được nữa. Em Lê Thị Hiền, khi còn sống trên trần thế, em rất có hiếu với ông bà cha mẹ và được các bạn bè rất yêu quý. Vậy mà ngày hôm nay, tại sao tạo hóa xoay vần để một cô gái tuổi đời còn quá trẻ đã phải vĩnh viễn rời xa trần gian? Từ nay đã vui với nắng sớm mây chiều, không một ngày trở lại. 8-9-10 cũng kể một kiếp người. Em có 22 tuổi, em đã vội rời trần gian, để lại nơi đây bao nhiêu những niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Khi bố mẹ em nghe tin thì bố mẹ dường như lặng người, không biết làm thế nào được. Tất cả mọi người, anh em bạn bè xa gần khi biết tin đều trở về đây để cùng nhau cầu nguyện để cho linh hồn của em mãi mãi thanh thản được về với Chúa, được nghỉ ngơi an nhàn. Kính thưa các quý vị và các bạn, 8-9-10 cũng kể một kiếp người. Em 22 tuổi nay đã vội rời trần gian, để lại những niềm tiếc thương cho tất cả những người thân, cho anh chị em bạn bè. Quá xót xa cho một cô gái tương lai vẫn còn rộng mở mà giờ này đã phải chia lìa vĩnh viễn. Biết bao nhiêu những ước mơ, biết bao nhiêu những hoài bão, những dự định còn dang dở em vẫn chưa làm được, mà giờ đây đã phải cách biệt nghìn trùng. Từ hôm nay trở đi, em ấy đã không còn nữa. Âu cũng là số phận nghiệt ngã của mỗi con người chúng ta. Thương, tiếc, nhưng biết làm sao được với số mệnh con người. Khi tạo hóa sinh ra con người chúng ta, rồi tạo hóa lại cướp đi, không có gì có thể lấy lại được. Những hình ảnh một cô gái trẻ và những gương mặt xinh xắn, nết na, giờ đây đã không còn nữa. Xin được chia buồn cùng với gia đình và cầu mong gia đình hãy cố nén đau thương, biến thành những hành động để ổn định lại gia đình, ổn định về kinh tế mai sau. Giờ phút này đây, biết bao nhiêu anh chị em xa gần, cô dì, chú bác đều trở về nơi này để tiễn em nốt chặng đường cuối cùng. Kính thưa quý vị, đúng là cuộc đời cũng không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy yêu thương, hãy che chở cho nhau và hãy giúp nhau một cách tốt nhất có thể, để sau này chúng ta đón nhận được những tin vui, những niềm vui từ cuộc sống. Đừng sân si,
đừng hận thù, để cho cuộc sống của chúng ta thêm phần hạnh phúc. Cảm ơn các quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh của chúng tôi. Xin chúc cho quý vị trong và ngoài nước luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Mong các quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở trong những video, những clip tiếp theo.